bắt đầu vào khóa học của chúng ta thì chúng ta sẽ ấn vào khóa học A2 sơ cấp 2. Ấn vào nút học tiếp. Vâng, trên đây thì là tất cả những cái phần tiêu đề của phần A2 sơ cấp 2 gồm có 18 bài, tổng cộng 18 bài. Phần đầu tiên đó là phần download phần tài liệu. Thì trước khi học một bất cứ một môn nào thì chúng ta cần phải download tài liệu, đúng không? Trên đây thì sẽ có những cái tài liệu mà chúng ta cần phải tải về để giúp ích cho cái phần khóa học của chúng ta, ví dụ như là giáo trình A2 sơ cấp 2 và những cái audio, những cái file âm thanh. Tiếp theo là phần hướng dẫn sách học. Sẽ có những cái file hướng dẫn cách học cụ thể, chúng ta sẽ xem vào đây và xem có cả tiếng Việt và tiếng Nhật. Tiếp theo đó là phần bài 18, bài học theo từng các cái chủ đề, và chúng ta thử đi vào bài 2 cùng quan sát xem tất cả các cái phần nhỏ trong đó nhé. Ví dụ như trong bài 2 này thì chúng ta sẽ gồm có 4 mục, 4 bài nhỏ, đó là 2.1, 2.2, 2.3 và 2.4. Trong từng cái bài nhỏ 2.1 này thì nó lại chia sang các cái mục nhỏ hơn. Đó là gì đây? Đó là video từ vựng ngữ pháp 2.1, từ vựng 2.1, sách điện tử 2.1. Và cuối tất cả mỗi bài này thì nó sẽ có phần kanji cộng thêm kiến thức tổng hợp. Chúng ta sẽ học theo cái thứ tự từ trên xuống dưới. Đầu tiên là chúng ta sẽ đi vào phần video từ vựng và ngữ pháp. Ấn vào phần này, cái video cho chúng ta. Để phóng to video thì chúng ta sẽ ấn vào cái nút toàn màn hình, và để tua thì chúng ta sẽ ấn tua ở phía dưới đây. Chúng ta đi vào phần đầu tiên, bài 2.1. Bài 2.1 với tiêu đề どの人ですか? Khi đang xem chúng ta muốn dừng lại thì chúng ta có thể ấn ở nút ở phía dưới, nút tạm dừng. Vâng, và sau khi đã học được từ vựng cùng với ngữ pháp của bài thì chúng ta đi sang phần luyện tập từ vựng. Trong phần từ vựng này sẽ có hai phần, bao gồm phần đầu tiên đó là phần flashcard từ vựng và phần thứ hai đó là luyện đọc từ vựng. Trong phần flashcard từ vựng này chúng ta học như thế nào? Và chúng ta sẽ quan sát hiragana, kanji ở phần này, và chúng ta nghe cái phái âm thanh. Chúng ta sẽ ấn vào cái loa này một lần nữa để nghe lại. Khi mà không hiểu nghĩa thì chúng ta sẽ ấn nút xoay ở phía dưới để biết cái nghĩa của từ này, đó là đội mũ. Khi mà chúng ta đã thuộc rồi thì chúng ta ấn vào cái nút phía dưới đã thuộc. Tương tự như vậy, từ này khi mà không biết nghĩa nó là không biết cách đọc nó như thế nào thì chúng ta ấn vào cái loa. Khi mà không biết nghĩa thì ấn vào nút xoay. Và sau khi đã thuộc rồi thì chúng ta ấn vào từ đã thuộc. Đó là phần flashcard từ vựng. Khi các bạn đã ấn học xong hết tất cả các từ vựng này rồi thì các bạn có thể ấn học lại một lần nữa. Các bạn không hạn chế về số lần học. Tiếp theo đó là phần luyện đọc từ vựng. Mục đích của phần này để cho các bạn có thể đọc được các cái từ và luyện cách phát âm cho các bạn. Chúng ta ấn vào nút nhấn để nói. Kami ga nagai. Khi các bạn phát âm đúng rồi thì nó sẽ hiện lên là câu trả lời đúng 1/1. Vâng, khi mà chúng ta muốn tiếp theo, chúng ta muốn nó phát âm những cái từ tiếp theo thì chúng ta ấn vào nút ở trên đây. Từ này sẽ đọc là kami ga mijikai. Nhưng khi mà chúng ta phát âm sai thì nó sẽ như nào? Chúng ta cùng quan sát nhé. Kami ga nagai. Khi các bạn phát âm sai thì nó sẽ hiện ra ở dưới này là câu trả lời sai, đáp án là 0/1. Khi đó thì các bạn có thể ấn vào nút hiển thị lời giải thì nó sẽ hiện ra là các bạn đã câu trả lời của bạn, các bạn thì được máy hiểu là như thế này. Và câu trả lời đúng ở phía dưới, kami ga mijikai. Kami ga mijikai. Chúng ta có thể ấn vào nút thử lại để đọc lại cái từ này cho nó đúng. Kami ga mijikai.
Vâng, nó sẽ hiện ra cái đáp án đúng nếu chúng ta phát âm đúng. Và tương tự như vậy, chúng ta sẽ ấn vào cái nút này để phát âm những từ tiếp theo. Phần tiếp theo đó là phần sách điện tử. Chúng ta kích vào phần sách điện tử 2.1. Đây là giao diện của sách điện tử. Để quan sát sách điện tử to hơn, để nhìn rõ ràng hơn, toàn màn hình hơn thì chúng ta sẽ ấn vào cái nút dấu ở phía dưới này. Khi đó chúng ta sẽ nhìn thấy toàn màn hình. Trong sách điện tử này sẽ là toàn bộ cái giáo trình mà chúng ta sẽ học trong phần A2 sơ cấp 2. Nó gồm cả từ vựng, ngữ pháp. Và trong phần này có cái đặc biệt đó là có cả bài tập và file nghe ở trên này, chúng ta có thể thực hiện trực tiếp trên này. Ví dụ như phần audio 2.1, chúng ta muốn nghe, chúng ta ấn vào nút nghe này. A. 髪が長い. B. 髪が短い. Khi mà không muốn nghe nữa thì chúng ta ấn kích một lần nữa. Khi mà muốn chuyển slide sang cái slide mới thì chúng ta ấn cái nút ở phía dưới, cái hàng thanh ở phía dưới đây chính là cái nút chuyển slide. Và trong đây sẽ có những cái bài tập và chúng ta sẽ nghe phần nghe ở đây và làm bài tập trực tiếp trên phần này. Nó sẽ có phần. Ni. 髪が長いです. 3. 立っています. 4. 座っています. 5. 髪が短いです. 6. Thì đây là cái phần hướng dẫn về làm bài tập. Các bạn quan sát ở đây sẽ có những cái số thứ tự và chúng ta sẽ ấn các cái số thứ tự vào trong các cái ô vuông này, các cái ô vuông khi mà hiện lên ở đây. Thì nó sẽ hoàn thành. Khi mà chúng ta hoàn thành rồi thì chúng ta ấn vào nút check. Ở phần dưới sẽ ghi đến đáp án của chúng ta. Chúng ta đúng 4 câu trên 14 câu. Những câu đúng thì sẽ hiển thị bằng màu xanh, còn những câu sai thì sẽ hiển thị bằng màu đỏ. Khi mà chúng ta muốn làm lại một lần nữa thì chúng ta ấn vào nút xoay tròn này và nghe lại một lần nữa. Tương tự như vậy, bài tập sau thì cũng như vậy thôi. Có file nghe và có thứ tự. Có những cái phần bài tập đây. Kato-san? À. Và nếu mà khi mà chúng ta nghe mà chúng ta không hiểu thì chúng ta có thể đi sang cái phần cuối cùng, phần chokai, scripto. Ở đây là phần nghe, đoạn hội thoại nghe. Để chúng ta xem là chúng ta đã nghe được những cái gì. Và nghe lại trực tiếp trên file này. すみません. Kato. Và cuối các slide thì sẽ có phần đáp án. Các bạn xem trong phần đáp án để biết được cái câu trả lời của các bạn. Nếu mà sai thì sai ở đâu và đáp án đúng như thế nào. Cuối cùng, ở trong các cái slide này sẽ là cái hiển thị các bạn. Bạn trả lời đúng bao nhiêu câu, sai bao nhiêu câu. Sau khi học được tất cả các phần bài tập của các bài tập lớn thì chúng ta đi vào phần cuối cùng là phần kanji. Để mở giao diện to hơn thì chúng ta ấn vào nút phía dưới. Trên đây thì là toàn bộ các kanji. Thường thì gồm 3 slide. Slide đầu tiên, slide thứ hai cũng là về kanji. Và slide cuối cùng là slide về bài tập. Cùng quan sát xem slide đầu tiên thì là về những cái kanji của chúng ta có cách đọc và kèm với đó là những cái hình ảnh đi kèm. Khi mà chúng ta không hiểu thì chúng ta ấn vào nút xoay và đằng sau sẽ là nghĩa của nó. Chúng ta ấn vào chữ tôi làm đúng. Khi mà muốn xem lại các cái slide này thì chúng ta sẽ ấn vào chữ tiếp theo. Khi đó chúng ta có thể xem lại một lần nữa, chúng ta có thể làm lại này, start over hoặc là tiếp tục vòng 2. Tương tự như vậy, slide 2 cũng như thế. Và đối với slide 3 thì đó là chúng ta sẽ đọc từ này, đọc những cái từ khán tự này.
và điền đáp án đúng vào đây. Ví dụ, đối với từ đầu tiên nó là nakimasu thì chúng ta sẽ điền từ nakimasu vào đây. Nếu chúng ta điền không đủ tất cả các cái đáp án ở đây thì chúng ta sẽ không hiện lên cái đáp án, mà các bạn cần phải hoàn thành tất cả các đáp án ở đây. Và chúng ta khi mà chúng ta không biết các từ nào thì chúng ta có thể ấn vào cái chữ nhìn đáp án. Ấn vào cái nút xoay này để làm lại một lần nữa. Đây thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn toàn bộ về cái trang web tiếng Nhật CFT.com này. Các bạn cùng cố gắng học tập chăm chỉ nhé.